Cô Tuấn xin mến chào tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với Bông Đuốc Vàng năm 2021, cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương, giải thưởng Bông Đuốc Vàng do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Thưa quý vị, ở hành trình Bông Đuốc Vàng kỳ trước thì chúng ta đã cùng gặp gỡ một vài nghệ sĩ, biết được quá trình làm nghề cũng như là cuộc sống đời tư của họ như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một số gương mặt nữa. Họ là ai sẽ được bật mí ngay sau đây. Bông Lúa Vàng 2021, show phát thanh truyền hình hoành tráng chuyên nghiệp dành cho cộng đồng yêu mến cải lương, sân chơi hấp dẫn với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Ban giám khảo nổi tiếng: Thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ Thanh Hằng. Bông Lúa Vàng 2021 tỏa sáng tài năng cải lương sẽ sơ tuyển vòng gieo hạt trên phạm vi toàn quốc ngày 14 và 15 tháng 4 2021 tại Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, ngày 16 và 17 tháng 4 2021 tại Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu, ngày 25 và 26 tháng 4 2021 tại Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Đăng ký trực tiếp tại điểm sơ tuyển hoặc qua hotline 0916603090 cùng tham gia và trở thành tài năng cải lương Bông Lúa Vàng 2021. Liêu phàn xì u xê u. Anh ơi đã dặn dò nhau sao lòng anh không nhớ, để buổi chia tay chỉ mình em nức nở dời bóng người đi mà lệ nhỏ. Và giọng hát này không thể nào là ai khác, nghệ sĩ Ngọc Thảo, huy chương vàng Bông Lúa Vàng năm 2005. Tiếp theo sau đây sẽ là giọng ca của ai, chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Em ơi nếu đã xa quê em còn nhớ hay quên chuyện một dòng sông bên lờ. Sĩ Phước Trung, huy chương đồng Bông Lúa Vàng năm 2015. Và hành trình của Bông Lúa Vàng ngày hôm nay chúng ta cũng chào đón hai nghệ sĩ Ngọc Hường, huy chương bạc năm 2018 và nghệ sĩ Ngọc Hải, huy chương bạc năm 2013. Một lần nữa thì xin mời các nghệ sĩ chúng ta cùng ngồi vào ghế để bắt đầu buổi trò chuyện của hành trình Bông Lúa Vàng ngày hôm nay. Dạ, có vẻ như trên môi của các nghệ sĩ thời điểm hiện tại, theo Thủy Lam quan sát thì ai cũng tươi hết trơn á, ai cũng tràn ngập những niềm vui khi mà bước chân lại ngôi nhà chung của Bông Lúa Vàng. Không biết là chặng hành trình mà chúng ta di chuyển đến Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đến với hành trình Bông Lúa Vàng ngày hôm nay thì có khá xa, có vất vả lắm không ạ? Chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện này với nghệ sĩ Ngọc Thảo nha. À dạ, thì lời nói đầu tiên cho Ngọc Thảo xin phép gửi lời chúc đến toàn thể quý vị khán giả đang xem cũng như là đang hành trình cùng với hành trình dãy Bông Lúa Vàng. Thì thật sự nói là vất vả thì nói chung á có, nhưng mà rất là vui, rất là mừng. Tại vì tụi em á là cũng tự ở dãy Bông Lúa Vàng này đặt giải ra, thì cũng cống hiến cho toàn thể với khán giả đem lời ca tiếng hát. Và rất là vui, rất mừng. Thì hôm nay tất cả anh em của nghệ sĩ chúng em cũng như là thế hệ trước nè, em rồi các anh em thế hệ sau này Bông Lúa Vàng đều góp mặt với chương trình hôm nay. Đó là một niềm vui, rất là vinh dự cho toàn thể chúng em. Dù có vất vả hay hoặc là có chút chút gì đó, tụi em thì không hợp với nhau. Tại vì mới khi giao lưu thì chưa có từng hát chung, thì cũng có một cái chút chút này kia nọ. Nhưng mà bù lại là tụi em được hát, được tham gia chương trình hôm nay, đó là niềm vinh dự rất là lớn lao đối với Ngọc Thảo cũng như toàn thể anh em nghệ sĩ dãy Bông Lúa Vàng hôm nay. Dạ, được trở về ngôi nhà chung của mình thì ai mà chả vui đúng không ạ? Mà nói về độ xa thì nhà ai là xa nhất khi di chuyển đến hành trình Bông Lúa Vàng ngày hôm nay? Quê mình ở đâu ạ? Dạ, em thì ở Long An, Cần Giuộc. Ở Long An thì cũng sát bên đây thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Còn anh, anh thì ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Dạ, mình bắt tay từ xa cái nha anh. Ở đây cũng Sa Đéc, Đồng Tháp luôn. Rồi còn nghệ sĩ Ngọc Hường ạ. Nghệ sĩ Ngọc Hường thì đến từ quê hương Tây Ninh. Tây Ninh. Dạ, Tây Ninh cũng gần luôn. Dạ.
Nãy giờ là thấy Đồng Tháp, Sa Đéc là hơi xa rồi đó. Hải thì đến quê hương Hải thì Đức Huệ, Long An. Ở Đức Huệ, Long An. Rồi hai anh chị mình đã biết nhau trước đó chưa? Chưa biết. Rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ làm quen và biết nhau nhiều hơn ha. Dạ, rồi mình ở xa nhất chắc là Sa Đéc, Đồng Tháp rồi. Mình di chuyển lên đây là tầm đâu là 3 tiếng hơn. Vậy thì mình có mệt quá không? Thật ra mà nói đi xe thì rất là mệt. Nhưng dạ, mà khi đến đây gặp lại Đài, dạ, cái chỗ mà mình từng đến đây để thi, dạ, mà mình gặp lại thì cái lúc đó nó mệt mỏi nó tan biến đi mất hết rồi. Hồi dạ, sáng tới giờ nếu mà nói về cái vấn đề mệt mỏi là nó không có trong người nữa. Nhưng mà ban tổ chức cũng ưu ái như thế này, mệt cỡ nào mà ngồi kế bên hai bông hoa, một bông hoa màu hồng, một bông hoa màu trắng như vậy, mệt nào mà mệt cho nổi nữa đúng không ạ? Hết mệt luôn rồi. Hết mệt luôn rồi. Dạ khỏe rồi. Và khi mà mình nhắc về trở về ngôi nhà của mình, nơi mà đã vun dưỡng mình lớn lên để có bản sao của mình ngày hôm nay, phát triển hơn, hoàn hảo hơn, ngọt ngào hơn, ấm áp hơn và trưởng thành hơn của phiên bản Ngọc Thảo những ngày mà chúng ta, những ngày đầu còn đăng ký dự thi vòng mã non, rồi vòng trổ đồng, rồi vòng lúa vàng. Vậy thời điểm hiện tại thì cảm xúc của mình ngồi ở vị trí này có khác so với lúc mà mình đăng ký dự thi và mình lần đầu tiên được đặt chân lên sân khấu của bông lúa vàng không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu câu trả lời này với nghệ sĩ nào trước đây ạ? Mình nhường qua mình nhường lại thôi. Thì bây giờ mời dạ anh Hải, đây là chỉ định đây ạ. Dạ xin mời nghệ sĩ ạ. Cảm xúc của mình như thế nào, có khác so với ngày xưa không? Thật sự mà nói thì Hải mới bước lên và vô cánh cửa thì dạ, rất là xúc động. Và những cái cảm giác như ngày xưa mình ùa về, rất là hồi hộp. Dạ. Nói chung là quay lại cái hội trường hôm nay thì nhiều tâm trạng vui mà cũng mừng. Tại vì mình ngày xưa mình là thí sinh rất là non nớt, lên dạ, lên đài rất là sợ sệt. Nay thì lên đài thì mình thấy dạn dĩ hơn, thấy ấm áp hơn, hạnh phúc dạ, hơn. Hết rung rồi. Hết rung rồi. Hồi xưa mình có sợ. Vậy sợ là sợ ban giám khảo hay là sợ lời ca tiếng hát của mình chưa có tròn, chưa có ấm lắm, mình sợ điều gì? Nói chung thì thí sinh thì nói tâm lý chung chung với anh chị thí sinh là mình lên là mình sợ quên bài, rồi mình sợ nhịp, rất nhịp. Tại tới thời điểm đó thì mình thi bài bản á, dạ, thì nó hơi căng thẳng. Dạ. Thì vì sau này mình nếu mà thí sinh mà không có tập vợt thường thì mình bị tâm lý nặng lắm. Dạ. Lên có bị áp lực lắm. Dạ, có ai ở đây chung nỗi sợ không ạ? Nghệ sĩ Ngọc Hường, nghệ sĩ Phước Trung thì sao? Mình có cùng nỗi sợ này không? Sợ quên bài. Dạ, rồi sợ đứng trước ban giám khảo nữa. Ngày hôm nay thì không có ban giám khảo, cũng chả có bắt ai bắt mình học bài nữa. Nhưng mà mình vẫn sợ, mình vẫn hồi hộp, mình vẫn run. Đó là nguyên do tại sao? Bây giờ mình lại nhường lần hai. Thôi thì xin mời nghệ sĩ Phước Trung, xin mời nghệ sĩ Ngọc Thảo ạ. Dạ, thì cái cảm giác mà tất cả các thí sinh cũng như là Ngọc Thảo ngày xưa cũng đứng trên sân khấu cũng từ là một thí sinh thì nó rung lạ lắm. Nói chung á là thứ nhất là sợ giám khảo nè, yeah, rồi khán giả ngồi nữa, bao nhiêu ánh mắt tập trung vào mình. Rồi thứ hai nữa là mình sợ quên bài ca, yeah, sợ dữ lắm, lên hát mà sợ mà không có dám mà nghĩ trong cái đầu mà có gì khác nữa, sợ quên bài. Rồi thứ ba nữa là rớt nhịp. Rồi sợ yeah, ca bị rớt nhịp, rung quá cái rớt nhịp. Dạ thì cái cảm giác đó đối với bây giờ Ngọc Thảo thì đã hết rồi. Còn các thí sinh á thì chắc Thảo cũng không biết các thí sinh mới thì sao, chứ còn Thảo thì cũng đá đạp trên sân khấu nhiều nên mình cũng không có còn rung như hồi lúc là thí sinh nữa. Còn tâm trạng mà tâm lý á, các thí sinh đều là sợ giám khảo hết. Dạ. Sợ hết. Tuy rằng quen hay lạ hay biết gì hết nhưng mà mình rất là sợ. Sợ là mình lên mình ca rồi có cái này cái kia, cái giám khảo nhìn mình rung, mình quên lời rồi rớt nhịp, xuống khóc. Khóc nữa, dạ quên lời rồi rớt nhịp khóc nữa. Khóc dữ lắm luôn á. Và cái đó là cái nỗi lòng để chia sẻ ra từ trước. Ngọc Thảo đã đá đập với cuộc thi rất là nhiều nên Ngọc Thảo hiểu biết rất là sợ. Sợ thứ nhất là mình sợ giám khảo, thứ hai là bài ca, quên bài ca, thứ ba là rớt nhịp. Dạ, ba nỗi sợ nhưng mà Ngọc Thảo đã vượt qua được để có dạ, được nghệ sĩ Ngọc Thảo ngày hôm nay ạ.
Và nhắc về những kỷ niệm khi mà chúng ta tham gia cuộc thi Bông Lúa Vàng thì điều gì làm cho mình nhớ nhất, vui nhất, hạnh phúc nhất? Xin mời nghệ sĩ Ngọc Hường đi, nãy giờ ít nghe những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Ngọc Hường đây ạ. Chúng ta chỉ ngồi và chúng ta cười tủm tỉm thôi, nãy giờ có vẻ là khá bẽn lẽn. Bây giờ mình chia sẻ cho quý vị khán thính giả được biết xem những ngày mà nghệ sĩ Ngọc Hường tham gia thì điều gì làm mình nhớ nhất khi nói về cuộc thi? Đó có thể là lúc mình quên bài, đó có thể là lúc khi mà mình xuống xề, mình nghe những tràng pháo tay đến từ quý vị thính giả đang theo dõi cuộc thi. Đó có thể là lời động viên, một tin nhắn yêu thương đến từ quý khán thính giả đã bình chọn cho mình. Dạ, nói chung thì Ngọc Hường có một cái niềm đam mê từ hồi lúc 7 tuổi. Nhưng mà cái khi mà năm được 18 tuổi thì Ngọc Hường có nghe cái cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương. Thì Ngọc Hường ráng là cố gắng để nghe số điện thoại để mà đăng ký theo cái niềm đam mê của mình. Dù đam mê, mình rất là đang hát, mình đang hát vậy đó, mà mình thấy ai đó phớt qua, tự nhiên mình tắt ngang à. Đó, nhưng mà mình vẫn phải cố gắng đi theo những cái quán đơn ca tài tử để mà mình hát, để mình dạng, để mà mình không còn run. Nhưng mà cái đó thì khi mà một cái cuộc thi năm 2017 thì Ngọc Hường cũng có đăng ký, nhưng mà cái nó không may, cho nên năm 2018 Ngọc Hường vẫn nhớ những cái lời góp ý từ ban giám khảo cũng như cô Phượng Loan đã nói: dù các em có khó khăn cách mấy, nhưng vì cái niềm đam mê, các em đừng nên bỏ cuộc mà hãy ráng phấn đấu. Để làm gì? Để học hỏi những các bậc tiền bối đi trước, và để học hỏi, để mà trao dồi cái kinh nghiệm, để mà mình phấn đấu hơn nữa trong nền sân khấu nghệ thuật cải lương. Thì năm 2018 Ngọc Hường cũng được vinh dự, nói chung thì cũng cảm ơn nhà phân bón Đậu Trâu Bình Điền cũng như giải Bông Lúa Vàng đã tạo cái cơ hội để cho Ngọc Hường phấn đấu để vươn lên cái hoàn cảnh khó khăn, cũng từ ban tổ chức, ban giám khảo đã cho Ngọc Hường có được một cái vinh quang ngày hôm nay. Đó là cái niềm vinh dự rất lớn đối với Ngọc Hường. Dạ, mình yêu mến nghệ thuật sân khấu cải lương, và mình lắng nghe những nhận xét, những góp ý đến từ hội đồng ban giám khảo, và mình khắc phục và mình hoàn thiện hơn để trở thành một Ngọc Hường ở thời điểm hiện tại, một nghệ sĩ Ngọc Hường. Dù biết là mình đã phấn đấu, nhưng mà những cái mình vẫn phải học hỏi hơn nữa. Cho nên là những cuộc thi nào Ngọc Hường cũng đi hết, không cần biết lớn bé gì hết. Cái đó là cái lời dạy của từ quý vị giám khảo của Phượng Loan. Dạ, Ngọc. Dạ, khi mà lắng nghe những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Ngọc Hường thì như Thủy Lam quan sát thì nghệ sĩ Phước Trung gật gù tâm đắc. Ở đây thì mình tâm đắc điều gì ạ? Thì nó cũng có những cái kỷ niệm chung giống như Ngọc Hường mới vừa nói. Dạ. Là giống như hồi xưa mình cũng có kỷ niệm là mới đi học hát, xong rồi biết được có một câu vọng cổ. Đi thi hai câu vọng cổ, rồi đi thi xong rồi ca xuống câu vọng cổ, khán giả vỗ tay quá, mình biết chắc là mình ca đạt rồi. Cuối cùng mình không kiềm chế được cái tâm lý, tới cuối bài thì mình lại rớt một nhịp. Thì cái từ cái đó mình về rút kinh nghiệm thêm, với lại ban giám khảo góp ý kêu cố gắng lên, giọng ca còn hay lắm, cứ về học hỏi thêm. Rồi từ đó có cái ý chí này, học hỏi thêm, rồi đi thi Bông Lúa Vàng, sau này mình đạt được huy chương đồng năm 2015. Thì thấy cái kỷ niệm đó nó rất là đẹp, còn rất là nhiều kỷ niệm nữa. Dạ, nghe tiếng vỗ tay của khán thính giả mừng quá rồi, cảm xúc quá rồi, rất nhịp luôn. Sau này cái nhớ. Đúng rồi. Dạ, đó cũng là một kỷ niệm đúng không ạ? Còn nghệ sĩ Ngọc Hải thì sao? Hải thì lần đầu tiên Hải thi 2008 mà đợt 4 thì Hải thi vô vòng chung kết của giọng ca cải lương tuyển chọn giọng hát hay hàng tuần. Thì Hải được vô chung kết, mà Hải cũng như nghệ sĩ Phước Trung, nghệ sĩ Phước Trung hát Phụng Hoàng mà bị rớt nhịp. Và Hải còn nhớ đi chung với ba mình, ba thấy khuôn mặt đăm chiêu lắm, mà thấy buồn lắm. Và vì sao Hải có hứa với lòng phải làm gì đó để cho ba vui. Sau này được đợt 6 năm 2008 Hải được dễ nhất trong các cái lương hàng tuần. Rồi sau này 2013 Hải được huy chương bạc Bông Lúa Vàng.
Dạ, mình có những giải thưởng làm bước đẹp cho mình, làm hành trang cho mình để đến gần hơn với bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương, là một nghệ sĩ chuyên nghiệp đúng không ạ? Vậy thì không biết là trong bốn nghệ sĩ ở đây thì có nghệ sĩ nào là lớn lên là gọi là con nhà nòi không ạ? Hay là chính một nhân vật, một nghệ sĩ nào đó, một niềm cảm hứng, một người thầy, một người cô nào đó truyền cảm hứng cho mình nên mình yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương này? Thảo thì cái gia đình của Ngọc Thảo cũng như là cái nơi thì không có. Chỉ có riêng cái mình Ngọc Thảo là đam mê cái nghề này thôi. Còn các anh? Phước Trung thì ở nhà thì ba mẹ, anh chị em ai cũng đều biết hát, có chất giọng rất tốt. Nhưng mà không có theo nghề. Chỉ có một mình Phước Trung là đi học nhịp, rồi phân tích nhịp, rồi sắp văn để mà đeo đuổi cái con đường nghệ thuật. Thì cho đến hiện tại thì chỉ có một mình Phước Trung ở nhà là theo nghề là thôi theo chứ. Nghề thôi, nhưng mà là ba mẹ là đã biết hát ca cổ và mình nghe ba mẹ hát từ nhỏ nên mình mê. Đúng rồi, ba mẹ biết hát nhưng mà hồi xưa thì cũng không học theo ba mẹ. Nhưng mà học theo anh Vũ Luân. Vũ hồi xưa Luân là à? Nghe cassette là nghe anh Vũ Luân cho nên bị nhiễm. Dạ. Sau đó là mới đi học để mình bớt đi cái nhiễm của anh Vũ Luân sau khi những vị giám khảo góp ý là đừng nên giống một cái... Là phiên bản hoàn hảo của chính bản thân nghệ sĩ Phước Trung thôi đúng từ không ạ? Từ đó cho nên né bớt. Mình tới né, dạ, mình thần tự, mình tiếp thu thôi chứ mình không có là hòa quyện hết đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, rồi thì bên đây cũng là tự bản thân trong nhà mình chỉ có một mình theo nghề thôi và nghệ sĩ Phước Trung cũng vậy. Còn nghệ sĩ Ngọc Hải, nghệ sĩ Ngọc Hường thì sao? Trong nhà của mình có ai theo nghề không ạ? Ở trong gia đình thì từ nào tới giờ cũng không ai theo nghề hết. Nhưng mà từ cô bác thì ai cũng rất là thích hát. Nhất là ba. Thì ba cũng đam mê, rồi ba tự sáng tác bài hát luôn. Thì em ở đây thì Ngọc Hường cũng theo cái niềm đam mê đó từ người cha của mình. Cho nên vì cái niềm đam mê đó, rồi khi mà Ngọc Hường nghe cô Phượng Loan nói là mình đi theo cái niềm đam mê của mình thì bất cứ cuộc thi lớn bé nào mình vẫn đi để học hỏi kinh nghiệm. Cho nên Ngọc Hường quyết định 2017 xong là không có được như ý. Thì 2018 Ngọc Hường cố gắng hơn nữa và cũng được may mắn từ ban giám khảo cũng như ban tổ chức đã cho Ngọc Hường có được cái ngày hôm nay. Dạ, vậy những bài dự thi của nghệ sĩ Ngọc Hường trong cuộc thi Bông Lúa Vàng thì có bài nào là một bản nhạc do chính cha mình viết ra không ạ? Dạ không, tại vì cha viết ra nhưng mà vẫn có chưa có đưa cho bên nhà văn hóa để chính thức làm một người tác giả. Cho nên chưa có đưa lên bài đó. Dạ, còn thời gian sau này thì sao? Thời gian sau này cũng vậy, nói chung nó vẫn chưa có để đưa ra bài hát. Thì ở nhà thì hát, cho có hát thôi chứ không có mà đưa lên. Dạ, còn nghệ sĩ Ngọc Hải ạ? Hải thì chắc có cô máu cái rên của ba Hải thì ngày xưa là đoàn Long An, cộng tác cái đoàn Long An cũng khá là lâu. Rồi sau này ba cũng có dự thi chương trình giọng ca cái lương hàng tuần với người lớn tuổi. Ba cũng may mắn được giải ba giọng ca cái lương hàng tuần. Dạ, nếu nhắc về con nhà nòi chắc là nghệ sĩ Ngọc Hải được ưu ái nhất đây đúng không ạ? Dạ, rồi bây giờ nhắc về một kỷ niệm vui nhất đi và một kỷ niệm mà làm cho mình rơi nước mắt. Bây giờ mình bắt đầu bằng nghệ sĩ Phước Trung được không ạ? Một kỷ niệm vui nhất trong những tháng ngày mà mình đồng hành cùng với Bông Lúa Vàng. Kỷ niệm vui nhất thì chắc chắn rằng là cái ngày mà 23 tháng 12 năm 2015 là cái kỷ niệm mà mình đạt được cái huy chương đồng. Mà trong cái ngày đó là ban tổ chức đã tổ chức ở nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên cũng rất là hãnh diện. Và một cái đặc biệt nữa là cái dòng còn 6 bạn top 6 đó là chỉ có một mình Phước Trung là nam thôi, còn 5 bạn nữ. Cho nên cái đó cũng là một cái đặc biệt mà Phước Trung nhớ nhất. Dạ, trí nhớ mình thì có thể phôi pha theo thời gian, nhưng ngày mà đánh dấu cột mốc quan trọng của mình khi đến với cuộc thi Bông Lúa Vàng thì không thể nào quên được đúng không ạ? Bây giờ mà còn nhớ 6 năm về trước luôn quý vị, năm 2015, thậm chí là nhớ cả ngày, lúc đó là mấy giờ nghệ sĩ Phước Trung?
Lúc đó là buổi tối đó, tầm dạ. khoảng 21 giờ tối, 22 giờ dạ. tối gì đó. Được nhớ giờ. Luôn cả giờ nha quý vị. Dạ, những dấu mốc đó thì sao mà quên được. Còn đối với nghệ sĩ Ngọc Thảo thì sao? Dạ, Thủy Lâm đoán nha, chắc cũng tương tự đúng không ạ? Cũng tương tự như anh Trung vậy. Thì kỷ niệm đồng hành cùng Bông Lúa Vàng thì lúc nào cũng vậy. Đêm đăng quang, đêm quan trọng nhất. Và đêm đó cũng là một cái đêm để gọi là vui có, rồi nụ cười có, nước mắt có. Nước mắt là tại vì mình vui sướng quá nên mình những giọt nước mắt vui. Còn kỷ niệm buồn có vào cái nhớ cái ngày mà đêm chung kết đó nghe, là còn lại ba bữa nữa là thi thì dạ. thầy mới nói là lúc đó là Ngọc Thảo đăng ký Phụng Hoàng dạ. thầy mới nói không được đâu con ơi, Phụng Hoàng ca vô này không được, người ta ca toàn là bài bản lớn không à, Trường Tương Tư đồ rồi Liên Nam không, tự nhiên con ca cái này sao vô mà lấy giải được. Thì Thảo mới nói là thôi con vô tới đây được rồi, con giải ba cũng được. Thì thầy mới nói không được phải học liền. Thầy viết cho đúng 9 câu. 9 câu Trường Tương Tư về học. Vừa học nhịp, vừa học chữ. Đêm đó thi. Yeah. Nghĩ là, Thảo chỉ nghĩ là mình đạt được giải ba thôi. Tại vì các anh chị lớn lắm. Năm đó là có anh Thạch Tiên, rồi chị Kiều Nga, chị Giang Bích Phượng. Thì cũng nhờ tổ nghiệp thương. Đêm đó Ngọc Thảo đăng quang lên được huy chương vàng. Thì kỷ niệm. Bữa đó là cười trên sân khấu xong rồi xuống ôm thầy khóc nước mắt khóc dạ, khóc là vừa vui vừa mừng. Kỷ niệm một đêm đó là không thể nào quên được trong cái cuộc thi Bông Lúa Vàng. Và câu đầu tiên mình nói với thầy, chia sẻ với thầy là gì? Chia thầy, thầy vừa xuống, thầy ơi con cảm ơn thầy nhiều lắm thầy dạ. ôm thầy khóc, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ, chữ cảm ơn đã nói lên được tất dạ. cả những tình cảm mà nghệ sĩ Ngọc Thảo dành cho người thầy của mình. Dạ, đúng rồi. Người đã dìu dắt mình để đến được với giải vàng của Bông Lúa Vàng. Dạ đúng rồi. Dạ, có bao giờ Ngọc Thảo mít ướt không trong suốt cả chặng hành trình á? Có. Dạ, mít nói ướt chung là nào? Học mà thầy mà la hay là dạ. chữ gì là tức quay qua chút xíu khóc à. Khóc nhưng mà vẫn nghe đúng không? Khóc vẫn dạ, nghe cố gắng làm theo. Mà giận luôn á, giận thầy luôn. Mà giận vẫn hát, vẫn học theo. Dạ. Giận nhưng mà vẫn học. Giận mà yêu. Đúng không? Dạ, là tại yêu nghề quá đi. Dạ. Tức, mình tức mà thầy phải dạy cái đó phải hát được. Dạ. Mà mình làm hoài không được, rồi cái ông la cái tận tức khóc. Làm thầy cũng có cái tức riêng, tôi dạy nhiều quá mà cô không thuộc thì khóc, tôi cũng tức nhưng mà đúng khóc không? Rồi á, thì cái về mới suy nghĩ lại, à mình về mình hát được rồi đó. Dạ. Thấy chưa, mình nghe hay hơn cái kia. Là thầy chỉ này, thầy chỉ cái đúng cho mình chứ không phải là thầy chỉ cái sai. Bắt đầu qua ngày sau mới biết cái lời ngọt ngọt thầy cà phê để cho thầy uống. Dạ, rồi cái đó là mít ướt, là khóc, dạ. là giận thầy nhưng mà vẫn thương thầy. Dạ, đúng còn rồi. Có ai ở đây, hai người nam đi. Nữ thì mít ướt thì không có nói đi, mà nam mình có mít ướt không? Có bao giờ mà mình rơi lệ về một điều gì đó trong suốt cả chặng hành trình của mình khi mà đồng hành cùng với Bông Lúa Vàng? Trung Quy thì khóc thì mình nam mà không lấy giờ dạ. khóc. Nhưng mà thực sự mà nói 2013 hãy đi cái bữa xếp hạng tại sân khấu và hội trường này dạ. Hãy không nghĩ là mình quý chân bạc đâu. Tại bệnh suốt. Mình lúc nghĩ là chắc khuyến khích hoặc là hên lắm. Giải ba là cũng dạ. Là thấy là tổ nghiệp cũng thương rồi dạ. Mà cũng nhờ tổ nghiệp thương hãy ra sân khấu cũng mạnh mẽ, làm như lúc đó cũng quên cái bệnh đi, rồi chiến đấu và cống hiến. Lúc đó là mình bị mất giọng hay là mình bị đi bệnh như thế cảm á, mình khan tiếng. Cảm. Rồi mình cứ nghĩ là khuyến khích hoặc là giải ba thôi là cũng mừng rồi. Sau này điểm cũng cao, rồi mình được huy chương vàng, dạ. quá mừng. Nhưng mà không khóc, nhưng mà nếu mà nữ là khóc rồi, hoàn tại mình nam. Hơi mạnh mẽ biết. Mình mạnh mẽ, mình vui. Và người đầu tiên mà nghệ sĩ Ngọc Hải chia sẻ niềm vui này là ai? Mình là lúc đó Hải lãnh giải là người đầu tiên Hải nghĩ đến là ba mình. Dạ. Tại suốt cuộc hành trình mà ba chở mình đi lên tới đây á, ba đờn bằng miệng cho mình hát. Dạ. Từ ở quê Đức Huệ, vùng quê xa xôi, vùng quê cuối vùng trời của Tổ quốc. Dạ. Ba chở mình lên, như chẳng hạn mình thi ba chung kết, mình hát Phụng Hoàng đi. Thì ba đờn cái Phụng Hoàng bằng miệng cho mình hát dạ. vậy đó. Rồi cái từ đó cái mình thương mà mình phải ráng phấn đấu là mình phải làm gì được đó. Mà mình phải lấy được cái gì đó cho một cái giải gì đó cho ba mình vui.
Rồi trời cũng thương và Hải cũng mạnh mẽ, rồi cũng hát và cũng được dễ, cũng khá cao. Dạ, rất ba là anh Hải biết đờn hả? Đờn bằng miệng. Đờn bằng miệng. Đờn bằng miệng. Đờn miệng. Dạ, đủ biết là tình cảm mà cha dành cho con là như thế nào rồi. Còn nghệ sĩ Ngọc Hường thì sao? Nãy giờ khi mà chia sẻ từ lúc đầu của chương trình Hành Trình Bông Lúa Vàng thì thấy là đôi mắt của nghệ sĩ Ngọc Hường á, thấy lúc nào cũng là rưng rưng ương ướt. Đây có phải là cảm xúc của mình không hay là một vấn đề nào đó? À, nó vừa có một cái cảm xúc mà nó vừa từ cái niềm đam mê của mình, vừa cái cuộc sống của mình dương lên khi mà mình được hành trình cùng Bông Lúa Vàng. Thì lần đầu tiên Ngọc Hường năm 2017 Ngọc Hường không có biết nhịp, là hát để cho có hát thôi. Thế là đó là cái niềm đam mê. Thì khi mình hát cái câu 1 rớt cái ù, cái khán giả dưới vỗ tay la quá chừng, chết rồi. Qua câu 5, qua câu 6 rớt nữa. Rồi xong. Rồi tới là 2018 Ngọc Hường để ý bước qua tháng 6 là để ý. Dạ. Và đăng ký đi tiếp. À, cũng theo niềm đam mê chứ vẫn chưa có biết nhịp gì mấy. Dạ, dạ. Đó, thì ca theo khuôn không mà nó được cái niềm vinh dự lớn lao đó chính là được cái niềm đam mê mình đi bước tới đây. Thì được ban giám khảo chỉ từ bước mà góp ý cho mình hiểu là mình hát cái câu nó như thế nào, góp ý từ các thí sinh khác rồi mình nghe để mình góp ý, rồi mình ra ngoài mình bắt đờn á để mình nhịp mình theo để mình hát. Thì cũng được may mắn là được cô Bạch Tiết cũng như ban giám khảo ưu ái để cho đặt cách bước vào vòng trong. Nhưng Ngọc Hường chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được có cái một cái giải. Thì tại vì mình đi tới đâu thì hay tới đó thôi. Nhưng mà nó được may mắn là được Á Quân. Đó là cái niềm rất là vui. Đã vượt qua cái khó khăn trong cuộc sống. Cũng như ban giám khảo đã ưu ái dành cho Ngọc Hường có một cái huy chương để trang trải, để mà trở mình, để mà vươn lên, để mà học hỏi kinh nghiệm các anh chị cô bác đi trước. Dạ, nãy giờ không biết là Thủy Lam có hơi xen vào chuyện cá nhân một chút xíu không? Nhưng mà khi mà nghe những lời mà nghệ sĩ Ngọc Hường chia sẻ, từ đôi mắt, từng cái cách nói chuyện, rồi từ biểu cảm của gương mặt, hầu như là có một điều gì đó giấu trong lòng, giấu trong tâm tư, đúng không ạ? Bởi vì có những từ như là vươn lên trong cuộc sống, rồi vượt qua cái khó. Chút xíu nữa thì chúng ta sẽ quay trở lại. Thủy Lam có thể hỏi nhiều hơn về câu chuyện của nghệ sĩ Ngọc Hường về đời sống cá nhân được không ạ? Dạ, nói chung thì từ nhỏ mới 7 tuổi là Ngọc Hường bị mẹ bỏ rồi, tức là không có mẹ đó. Dạ. Là không có được đi học một ngày nào hết. Nhưng mà nhờ cha dạy học, thì nhờ cái dạy học đó mình mới có mở karaoke lên để mà mình hát, để mà mình biết, mình đấm khuôn. Thì hồi đó ra học thầy á, thì cái kinh tế thì nó cũng khó khăn. Dạ. Một tuần như vậy là ra 3 đêm, là 2, 4, 6. Yeah. Là ra học từ 7 giờ cho tới 9 giờ. Thì thầy dạy cái người ta hát ở trên mình cái điếm 1, 2, 3, 4. Đâu có biết cái nào cái cống, cái nào cái hò. Rồi thôi thì cũng thầy nói sao thì về nghe theo vậy. Yeah. Đó. Nhưng mà nói chung thì cái niềm đam mê mà đợt đó là ra là thầy dạy năm ai trước. Rồi biết được năm ai rồi mới học câu 1, câu 2. Rồi mới tới câu 5, câu 6. Thì biết khuôn vậy thôi chứ cũng chưa biết cái nào là cái cống. Cái nào là cái hồi nhất, cái nào là cái hồi nhì. Thật sự mà nói là không hiểu. Tại vì mình không có được đi học. Thì khi mình dạy là mình không có nắm bắt được cái nhịp ở trong cái bộ môn của mình. Nhưng mà đam mê thì mình vẫn đam mê, vẫn phải tiến tới. Thì lúc đó mẹ bỏ đi á, thì Ngọc Hường hát là hát gì cải lương không à, bao công xử án hay là quan âm diệu thiện gì đó. Mà đang hát mà thấy ai vô cái hả, đánh chết cũng không hát nữa đó. Mà cái thời gian mà năm Ngọc Hường 26, 27 tuổi á, khi mà đổ vỡ gia đình á, là Ngọc Hường đi làm, cái Ngọc Hường đang ngủ á, cái nghe tiếng đờn ở đâu á, cái ráng đi tìm tới chỗ, đi bộ mà, đi bộ cả cây số luôn. Yeah. Đi tới chỗ thấy người ta hát, thì lúc đó Ngọc Hường đâu có thuộc bài gì đâu, chỉ thuộc có bài Đêm Khuya Trong Chồng mà. Cái lên hát là cầm cái mi cái vậy nè. Cái vậy nè, đâu hát được gì đâu. Trời ơi, nhưng mà vẫn đam mê. Cái từ từ cái Ngọc Hường mới theo mấy cái quán đường ca tài tử mà mới mở á, đi hát giao lưu đừng cho mình dạng đó. Yeah.
hát từ từ, cái mình lúc đó thì cũng đâu có máy cảm ứng như giờ đâu. Mình cái bài nào mình biết mình hát bài đó. Thì đúng có bài thơ Du Quy với Đêm Khuya Trăng Tròn, chỉ có mấy bài đó, hai bài đó đi hát tùm lum hết. Dạ, người ta nói là phim ảnh rồi những bộ môn nghệ thuật tuồng cổ thì tái hiện cuộc đời, và cuộc đời người nghệ sĩ thì cũng giống như là trong phim vậy đó. Lúc nãy thì nghe nghệ sĩ Ngọc Hường chia sẻ thì có đoạn là mình nghe tiếng hát văng vẳng ở đâu xa mà mình đi theo, là đi theo vô thức luôn á, mình không có định hình được là tiếng hát, lời ca nó vang lên từ đâu. Mình chỉ biết là mình yêu quá và mình muốn tìm nó là phát ra từ đâu. Tự nhiên nghe câu đó mình thấy giống trong phim, đúng không nghệ sĩ Ngọc Thảo? Dạ, rất là giống trong phim. Nhưng mà nghe những chia sẻ, những tâm sự, những giải bài của nghệ sĩ Ngọc Hường á, mình thấy mỗi người sẽ chọn cho mình một cách để trút bầu tâm sự. Có thể là chọn một người bạn thân, có thể là tâm sự cùng với những người thân trong gia đình. Nếu như mình không có chọn được những cách đó mà mình tìm được cách để mình trút bầu tâm sự vào lời ca tiếng hát, thì đó cũng là một cách để mình có thể giải bài của mình và mình cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vậy thì khi mà mình tìm một bài hát, tìm một bài ca cổ nào đó thì mình có bị nghiêng về cảm xúc, bị nghiêng về tình cảm gia đình, tình cảm mẹ con và những ưu ức trong cuộc đời này không? Có, lúc trước ba có sáng tác một bài hát là Ký Ức Tuổi Thơ. Nhưng mỗi khi Ngọc Hường hát bài đó đi giao lưu theo quán thì khóc rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà cái động lực của mình đó là con của mình. Dạ. Nhà mình có mấy đứa con đó, mình ráng mình phấn đấu, cái niềm đam mê là cái thứ nhất để mình vượt qua. Rồi mình đi làm để mình cố gắng mình lo cho con nó được như người ta, chứ nó không phải mà bất hạnh như mình. Dạ, xin gửi lời đồng cảm và cũng như là chúc cho nghệ sĩ Ngọc Hường luôn mãi vững mạnh, luôn mãi vững tin. Và đôi lúc mình có buồn quá thì mình có thể thả hồn vào những giai điệu, vào những cảm xúc, thì nó sẽ làm cho mình vơi đi phần nào. Bởi vì người ta nói là người con gái thì thường tâm sự được với mẹ, tâm sự với ba rất là khó, bởi vì có những câu chuyện thì giữa người đàn ông và người phụ nữ không có tìm được sợi dây liên kết. Thì mình đã tìm được niềm đam mê của mình rồi, nó làm cho trái tim mình ấm rồi, thì cải lương chính là nguồn sống của mình và con mình cũng chính là nguồn sống của mình. Thì nếu mình có mẹ thì những cái hoàn cảnh khó khăn nào đó mình có thể tâm sự với mẹ, nhưng mình không có mẹ thì mình có thể hòa mình vào cái bài hát. Dạ. Và mình hòa vào bài hát đó thôi. Dạ. Bây giờ mình có thể đứng lại và mình ôm nhau một cái không ạ? Dạ. Bởi vì nghe những câu chuyện như thế này thì thật sự Thủy Lam rất là xúc động, và Thủy Lam nghĩ rằng các nghệ sĩ ở đây chúng ta cũng xúc động như vậy. Mong rằng nghệ sĩ Ngọc Hường chúng ta vẫn mãi mạnh mẽ như thế này nhé. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi thì chúng ta đã có những phút giây lắng lòng cùng với những chia sẻ, những tâm sự giải bài của nghệ sĩ Ngọc Hường. Và đến với hành trình của Bông Lúa Vàng năm 2021, nếu như không có hành trình Bông Lúa Vàng thì chắc hẳn rằng chúng ta không có cơ hội để có thể tìm hiểu được những tâm tư, những tình cảm cũng như là cuộc sống đời thường của một người nghệ sĩ là như thế nào. Và để thay đổi bầu không khí này một chút xíu đi, chúng ta cùng đến với những giai điệu, những lời ca tiếng hát mà các nghệ sĩ mang lại để dành tặng cho quý vị thính giả trong buổi giao lưu ngày hôm nay, hành trình Bông Lúa Vàng. Xin mời nghệ sĩ Ngọc Thảo ạ. Thì để góp phần giao lưu cùng khán giả hành trình Bông Lúa Vàng hôm nay, Ngọc Thảo xin phép hát tặng ba câu tân cổ được mang tên Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Dù em không muốn dối lòng, dù không khơi đóng trò ta mấy ai không buồn, anh ơi nỗi buồn đeo đặng suốt bao năm em muốn cố quên nhưng không làm sao quên được, giờ gặp lại nhau càng thêm chồng chất cho nỗi đau.
sợi chỉ hồng còn gì đâu anh. Duyên chúng ta không cùng hướng đi, từ đây giữa cơn bão đời đau thương cam chịu biết cùng ai chia sẻ. Tôi đang nhìn về từ đây hơi anh, đừng gieo thêm nỗi thương xót. Trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó em xin chôn vùi. Anh hỏi từ đây thôi đành câm lặng, đừng gieo thêm gì bao nỗi đau sầu. Duyên không thành xin hãy cố mà quên, tình yêu đó em xin vùi chôn vào nguyệt lành. Mình không nên chữ vợ chồng, đừng nhắc chuyện lòng cho nhẹ niềm đau. Cảm ơn những giai điệu ngọt ngào cùng với những lời ca sâu lắng đến từ nghệ sĩ Ngọc Thảo. Và như lúc nãy Ngọc Thảo có chia sẻ là sau khi là mình đoạt giải thưởng giải vàng của Bông Lúa Vàng thì mình đã có những bước tiến trong nghề. Vậy thì thời điểm hiện tại thì cuộc sống của Ngọc Thảo như thế nào, cũng như là hoạt động nghệ thuật sân khấu cải lương như thế nào? Ngọc Thảo may mắn đạt Bông Lúa Vàng, huy chương vàng và huy chương bạc bên HTV. Tại vì Ngọc Thảo chỉ có cộng tác thôi, cộng tác với đài, nói chung là mời Thảo hoạt động thì Ngọc Thảo tham gia, chứ còn theo đoàn hoặc là hợp đồng với đài đâu đó Thảo không có. Tại vì Ngọc Thảo cũng có gia đình riêng nên mọi công việc á Ngọc Thảo cũng bộn bề nhiều, mà cũng đam mê nghề hát nên thật sự đam mê lắm, khi bỏ công việc cũng đi hát luôn. Công việc của Thảo hiện tại chính là nghề hát. Phụ thì Ngọc Thảo kinh doanh bên mất đất nông sản. Có đó là nghề của bên ông xã Thảo. Nên Thảo cũng theo để học hỏi. Hiện tại bây giờ thì Ngọc Thảo là một nghệ sĩ tự do, chứ không có theo đoàn hoặc là cộng tác. Dạ, ở nhà thì ông xã có ủng hộ Ngọc Thảo không? Nhà có, ông xã Thảo rất là đam mê. Rồi mỗi lần mà Ngọc Thảo đi ca như vậy thì ở dưới những hàng ghế khán giả thì có ông xã ngồi không? Nhà có, lúc nào thi cũng có hết trơn á. Tại vì ông xã Thảo rất là đam mê cái bộ môn cải lương này, đam mê nhiều lắm. Nghĩa là đam mê rồi mới quen vợ, hay là quen rồi vợ rồi mới bắt đầu đam mê? Dạ, đam mê rồi mới quen. Đam mê rồi là tìm đúng người luôn. Dạ, rất là thích. Anh mê lắm mà cũng hát được nữa. Dạ, tự nhiên trên này mà hát mà tự nhiên có một người mà người thương của mình á, ở dưới là tự nhiên cái mình có cảm xúc thêm, mình hát hay hơn nữa. Dạ. Rồi đặc biệt là hát mà về khuya thì có người đưa đón. Dạ không có, đôi khi á em còn la anh á, em nói là không có, ngồi ở dưới mình khó hát lắm. Không nói thiệt chứ. Ngồi ở dưới căng thẳng lắm. Dạ. Tự nhiên mình hát mà tập trung anh ngồi, cái thấy anh ngồi như đó là tự nhiên cái mình quên hết à. Ủa mà sao căng thẳng? Không, kỳ lắm, thiệt căng thẳng lắm. Đó là em nói thiệt á, không biết ai có đồng cảm với em không chứ thiệt. Em mà hát ở trên đây á, người thân của em gì ngồi dưới cái em hát không có được. Nó rung mà làm sao nó sao á, không có tả được, không có tập trung vô bài hát được. Cái lên cái nhìn cứ kiếm kiếm, ủa sao không ngồi đâu rồi ta? Cái kiếm gì nè, là cái tự nhiên cái tâm trạng của mình nó bị mất hết luôn. Nhưng mà lỡ ngày nào mà không có làm sao? Không có, ông đâu có dám ngồi ở đâu, đứng ở ngoài nghe không ạ? Đứng ở ngoài nghe, trời ơi, thấy thương quá, vậy là mình phải thương ông xã mình nhiều hơn nha. Dạ. Tại vì biết cái tánh em rồi, em run lắm. Dạ. Ông ngồi đó là em hát không có được, lát có gì đổi thừa. Thì lỡ tại... quên bài hay rất nhịp, lát xuống đổi thừa. Dạ, những chia sẻ về cuộc sống của mình sau khi đoạt giải thưởng Bông Lúa Vàng á, thì là mình cũng ổn.
Dạ, nói chung là một từ ổn là dạ, được rồi. Dạ, cuộc sống của mình cũng ổn và công việc của mình cũng ổn. Dạ. À, còn đối với nghệ sĩ Phước Trung thì sao? Mình có ổn không ạ? Thì hiện tại thì cũng rất là ổn. Dạ. Tại vì cuộc sống của Trung hiện tại thì cũng đang kinh doanh mua bán đồ gỗ ở tại thành phố Sa Đéc. Rồi cũng đi hát theo dạ. Cái sự đam mê của mình. Khi nào có rảnh thời gian là mình tham gia hát họ. Dạ. Là mình có tham gia câu lạc bộ nào ở dưới Sa Đéc không ạ? Hiện tại thì đang cộng tác cho Trung tâm Văn hóa thành phố Sa Đéc với lại dạ. Của Đài Truyền hình Đồng Tháp. Vậy là có những sự kiện lớn của đài cũng như là của thành phố thì nghệ sĩ Phước Trung sẽ tham gia? Đúng rồi. Rồi mình có đi show ngoài nữa không? Ở ngoài thì lâu lâu chẳng hạn như là anh em bạn bè gì thân lắm có tổ chức tiệc rồi mình qua tham gia ăn tiệc rồi mình lên ca chơi cho vui, cho dạ, đam mê vậy chứ không có đi show. Còn những ngày cuối tuần? Những ngày cuối tuần thì cũng làm việc, không có nghỉ chủ nhật. Mình làm bàn làm ghế thôi, không có chịu đi ca. Đúng rồi. Dạ, nghĩa là mình tham gia câu lạc bộ. Khi có những sự kiện của câu lạc bộ rồi của thành phố thì mình sẽ tham gia. Còn đối với ngày thường thì mình là làm công việc của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, còn nghệ sĩ Ngọc Hường thì nghề hát có phải là nghề chính của mình không ạ? Nghề hát thì bây giờ cũng như chị Thảo thôi. Dạ. Là một nghệ sĩ tự do, dạ. Coi như nghề hát là nghề chính. Dạ. Là cuộc sống mình ổn không, nghệ sĩ Ngọc Hương? Nói chung thì nó ổn hơn lúc trước rất là nhiều. Dạ. Đôi vai của mình có cảm thấy là nhẹ gánh lo hơn chưa? Sau khi mà mình được bước ra khỏi Bông Lúa Vàng, mình có được một giải thưởng nhất định. Khi mà thi Bông Lúa Vàng xong thì Ngọc Hương cũng được các chị em dìu dắt để đi hát. Nhưng mà Ngọc Hường không có định cư tại Tây Ninh dạ. Mà định cư ở Long An. Định cư ở Long An dạ. Long An cũng có nhiều câu lạc bộ đờn ca tài tử lắm đúng không ạ? Cũng có, nhưng mà đa số đi hát tự do, tức là theo đám tiệc vậy thôi. Dạ, theo đám tiệc, mình không có tham gia câu lạc bộ. Dạ, rồi thường là có nhiều đám tiệc không? Có nhiều đám tiệc gọi mình không? Thì... nói chung thì cũng chính người mười ý, người ta thích nghệ sĩ này dạ. Để kêu nghệ sĩ này, còn người ta thích người khác thì người ta gọi người khác. Nói dạ. Chung thì cũng bình thường, lai rai vậy đó. Dạ, cũng lai rai vậy là cũng ổn rồi, cũng được rồi. Tạm ổn. Dạ, tạm ổn. Rồi không biết là cha còn ngồi đờn bằng miệng cho mình hát nữa không, sau khi mà mình đoạt giải rồi? Sau khi đoạt giải rồi thì mình không có cơ hội để ba mình đờn miệng nữa. Dạ. Tại vì... mình đã lấy giải rồi. Lúc đó cha nói con cha trưởng thành rồi, cha không đờn bằng miệng nữa, con tự con hát đi rồi có người đờn cho con hát. Mới bị trêu có một chút xíu thôi là ngại ngùng rồi. Nói chung thì hãy được mà giải Bông Lúa Vàng và hãy cũng là một nghệ sĩ tự do, dạ. Hãy sống với nghề hát, hãy hãy hát cũng vòng vòng Sài Gòn. Dạ. Và hãy cũng cộng tác với đoàn Hoa Lan Trắng của Mố Bình Lan. Dạ. Với Má Dù Hiền cũng được 3 năm. Dạ. Hãy đi hát từ thiện. Nghĩa là sau khi mình đoạt giải thưởng rồi thì mình mới bắt đầu là rời quê để mình lên đây mình lập nghiệp sinh sống. Đúng rồi, hãy được giải là hãy sống và đi hát ở đây luôn. Dạ, do đâu mà mình đưa ra quyết định như vậy? Ở nhà có đồng ý, có ủng hộ mình không ạ? Ủng hộ, gia đình ủng hộ, tại Hải thì độc thân, Hải dạ. Chưa có gia đình dạ. Thì cái gì nó cũng dễ dãi hơn, nhẹ gánh lo hơn. Với nam mà bước ra xã hội nó cũng không phức tạp, không đỡ hơn dạ, phụ nữ rất hơn. Là nhiều. Trưởng thành hơn nhưng mà chưa có rước ai về được hết trơn á. Chắc cũng không có nặng nợ phụ nữ. Tìm giống như là ông xã của nghệ sĩ Ngọc Thảo nè, mê cải lương đó, tìm một cô nàng cải lương thì ai mê cải lương sẽ tìm đến nghệ sĩ Ngọc Thảo. Không ấy, anh tìm người nào hát đi, người nào bên cải lương dùng cổ á, hai vợ chồng đi hát luôn. Thảo nói vậy, giờ cái duyên cái nợ thì mình chưa tới thì mình phải chịu thôi. Hiện tại thì giờ Hải thì chưa có gia đình. Dạ, chưa có gia đình. Mà nãy giờ hình như là nghe nghệ sĩ Ngọc Hải chia sẻ là nghệ sĩ Ngọc Thảo là cứ thêm thắt vào, hình như là trước đây là hai người đã quen nhau trước đó đúng không ạ? Dạ chưa, không chưa quen, quen tại em định làm mai. Dạ. Dạ, em định làm mai một nhỏ em. À, một nhỏ em. Cũng nghề hát luôn. Nhưng dạ. Mà bí mật để nó đi sau này coi có thành hay không đi rồi. Dạ. Mình tính tới. Hồi vô cánh gà mình cho số điện thoại dạ. Ha. Không có yên tâm đi, em mát tay lắm.
Dạ, ở đây có bà Mai Ngọc Thảo nha, quý vị thính giả có gì thì chúng ta liên hệ nha. Nãy giờ nói chuyện cứ như là hai người là một cặp đôi ăn ý vậy đó. Bởi vì người kia nói là bên đây tẩm tỉm cười, cười bên đây chọc là bên kia hết dám nói luôn. Còn nghệ sĩ Hiền Nhất chắc là nghệ sĩ Phước Trung quá. Nãy giờ ai nói thì tôi cười, ai nói thì tôi cười, mình cười điều gì đây? Mới vừa nghe nói giới thiệu Ngọc Thảo là bà Mai, tính hồi nữa ra liên hệ Ngọc Thảo là Mai đây. Thật ra thì Phước Trung cái cũng này là mình ế có cũng... hồi. Tới thời điểm này thì Phước Trung cũng chưa có gia đình. Mình quay qua mình nói là dạ, mình quay qua bà Mai Ngọc Thảo mình nói Chút xíu nữa ra liên hệ với Ngọc Thảo. Dạ rồi, mình trước mắt là mình có hai mối rồi đó. Khi mà quý vị thính giả theo dõi hành trình của Bông Lúa Vàng ngày hôm nay thì nghệ sĩ Ngọc Hảo nhớ nha, điện thoại của mình sẽ reo liên tục, bởi vì không chỉ có hai nghệ sĩ Ngọc Hải, nghệ sĩ Phước Trung đâu, mà rất là nhiều quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình cũng ê sắc như vậy luôn á. Nói vậy không biết có ai nói gì không ta? Dạ bà Mai Ngọc Thảo mát tay lắm. Dạ bữa nay em rất là ngạc nhiên, ở đây hai nam hai nữ mà em không ngờ luôn, hai ông anh chưa có vợ, chưa có ai cứu gia đình gì hết trơn. Mà sáng láng cao ráo đẹp trai không hay duyên dáng, em thấy nữa. Là em thấy là đẹp trai rồi, thôi kỳ này là chắc em làm mai hai người phải dính một người thôi. Tự yên tâm nha. Dạ rồi và khi nhắc về chặng hành trình làm nghề của mình đến với con đường hoạt động nghệ thuật sân khấu cải lương là một nghệ sĩ chân chính thì mình có gặp phải những khó khăn nào, những bước đi đầu tiên không ạ? Nghệ sĩ Phước Trung đi ạ. Thật ra thì khi mà đạt giải Bông Lúa Vàng về rồi thì mình cũng ít có gặp khó khăn hơn hồi cái thời điểm mà mình chưa có đạt giải. Tất cả mọi thứ nó thuận lợi trong cái vấn đề đi hát. Nhưng mà vì cái lý do cái công việc cho nên là không có tham gia hát nhiều. Rồi cái chất lượng hát nó càng ngày nó càng đi lùi. Nhưng mà có những cái chương trình chẳng hạn như hành trình Bông Lúa Vàng như thế này thì Phước Trung có cái cơ hội để mà cọ sát với mấy anh em ban nhạc, rồi đứng trên sân khấu lớn như thế này thì mình ôn lại rồi vun đắp lại những cái gì nó đã bị kêu bằng bị phai mờ. Giống như là ít hát quá cái nó bị không hay, rồi bây giờ như bữa nay là ôn lại được rất là nhiều. Dạ, vì nãy giờ thì nghệ sĩ Ngọc Thảo cũng đã tặng những lời ca tiếng hát của mình để gửi gắm đến quý thính giả đồng hành cùng với hành trình Bông Lúa Vàng. Bây giờ tới nghệ sĩ Phước Trung nha. Chúng ta thử thách xem coi lâu nay nghệ sĩ Phước Trung đó là lo bận công việc của mình, chúng ta ít có thời gian để rèn luyện giọng hát rồi. Giọng hát có phôi pha đi một chút xíu rồi, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng với tình yêu thương, với niềm đam mê và với những cảm xúc thời điểm hiện tại dành cho bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương thì những lời ca tiếng hát này vẫn ngọt, vẫn dạt dào tình cảm như xưa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ Phước Trung. Và ngày hôm nay thì nghệ sĩ Phước Trung mang đến bài ca cổ nào để dành tặng cho quý vị khán thính giả ạ? Thì trước khi hát thì Phước Trung xin gửi gắm đến ban tổ chức cái chương trình hôm nay và gửi lời chúc tới ban giám khảo của cuộc thi Bông Lúa Vàng, gửi lời chúc cho tất cả bà con, cô bác đến đây để xem cái chương trình và xem Bông Lúa Vàng là luôn luôn mạnh khỏe, dồi dào, làm ăn khấm khá. Rồi cái bài hát của Phước Trung sẽ giao lưu với bà con ở đây là bài hát rất là nổi tiếng của soạn giả Diệt Sơn, ba câu vọng cổ trong bài ca vọng cổ mang tên là Mùa Hoa Đào. Sang xuân nay tôi ra thăm Hà Nội, như chiếc lá xa cành về cội người ơi. Hồ Gươm đây gương mặt dần rạng đào rơi luôn bồi hồi trong già như chim
sắc thắm, gió xuân mơ màng để đưa mấy cành đào tơ. Nắng xuân là đà rung trên bờ dài mái tóc, dáng em thon dài má hồng. Thắm tình sĩ cũng không phải là lãng tử mượn đóa đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ vẫn quân với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ. Quý vị thính giả ơi, sau khi nghe những lời ca tiếng hát đến từ nghệ sĩ Phước Trung thì chúng tôi tin rằng anh nói dối, ngọt ngào như vậy, lực như vậy thì làm sao mà phôi pha được, đúng không nghệ sĩ Ngọc Thảo và các nghệ sĩ còn lại? Hay lắm. Thì thật ra hôm nay hát được như vậy là cũng nhờ cái sân khấu lớn này.
Rồi nhờ mấy anh em ban nhạc hỗ trợ rất là hay, cho nên nó góp cái phần cho Phước Trung được hát cảm thấy thích thú, và không dám nói hay hay không, nhưng mà cảm thấy thích thú, thấy ưng ý là nhờ tất cả mọi người ở đây, tất cả những anh em hỗ trợ rất là nhiều. Dạ. Em thấy là nay anh ca hay dữ lắm, nhưng mà anh nhờ động lực ngồi kế hai em nè. Dạ, hai anh nhờ ngồi động lực ngồi kế hai em nè, nên đó, anh có động lực hát hay dữ vậy đó. Em thấy anh hát hay dữ lắm luôn á, thiệt. Rồi, anh cảm ơn em, anh cảm ơn Hường đã làm cái động lực cho anh hát hay như là của Thảo nói. Dạ, và nãy giờ thì chúng ta đã lắng nghe những chia sẻ đến từ bốn nghệ sĩ trên sân khấu thời điểm hiện tại, cũng đã lắng bắt gặp những dòng cảm xúc đến từ nghệ sĩ Ngọc Hương cũng như là câu chuyện của các nghệ sĩ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút cho công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đơn vị đã đồng hành cùng với Bông Lúa Vàng. Khô hạn sẽ qua đi, mưa sẽ đến, nước ngọt sẽ về. Vườn cây cần phục hồi nhanh, ra hoa đều và nhiều trái đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn, hãy chọn một sản phẩm cho cây ăn trái đầu trâu một hạt mới với vi lượng kẽm thông minh, giúp nhà vườn giải quyết mọi lo toan. Đầu trâu IT1 giúp cây phục hồi nhanh, đầu trâu IT2 giúp cây ra hoa đều đầu trái tốt, đầu trâu IT3 giúp trái lớn nhanh quả chín đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn. Bông lúa vàng 2021, show phát thanh truyền hình hoành tráng chuyên nghiệp dành cho cộng đồng yêu mến cải lương. Sân chơi hấp dẫn với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Ban giám khảo nổi tiếng: Thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ Thanh Hằng. Bông lúa vàng 2021 tỏa sáng tài năng cải lương sẽ sơ tuyển vòng gieo hạt trên phạm vi toàn quốc ngày 14 và 15 tháng 4 2021 tại Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, ngày 16 và 17 tháng 4 2021 tại Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu, ngày 25 và 26 tháng 4 2021 tại Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Đăng ký trực tiếp tại điểm sơ tuyển hoặc qua hotline 0916603090. Cùng tham gia và trở thành tài năng cải lương bông lúa vàng 2021. Buổi tâm tình, buổi chia sẻ trong hành trình bông lúa vàng ngày hôm nay, và nhắc về chặng hành trình mà mình đã đến với bông lúa vàng, mình đã gặt hái được những giải thưởng nhất định, rồi sau đó thì mình có bước vào con đường là mình làm nghề, mình hoạt động nghệ thuật chân chính và mình sống bằng nghề này. Vậy thì với những kinh nghiệm mà mình có được, mình có thể chia sẻ đến cho những người mộ điệu bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương cũng như là những thí sinh đang còn do dự để viết tên mình vào tờ giấy đăng ký bông lúa vàng năm 2021, thì mình muốn chia sẻ điều gì với những thí sinh này? Dạ, xin mời nghệ sĩ Ngọc Thảo ạ. Dạ, cũng em đã thấy chưa, em đã nói rồi. Ngọc Thảo cũng xin thay mặt cho toàn thể các anh em nghệ sĩ trong giải bông lúa vàng gửi đến tất cả những các em cũng như là tất cả những thí sinh mà chuẩn bị muốn tham gia cuộc thi bông lúa vàng năm 2021. Ngọc Thảo xin nhắn lời là cứ mạnh dạn đăng ký thi. Tại vì mình đã đam mê rồi thì dù mình có như Ngọc Thảo ngày xưa, Ngọc Thảo thi cũng rớt mấy năm rồi đó, thi 3-4 năm mới vô á, chứ không phải là thi vô liền đâu. Thì đừng có nản lòng, tại vì á mình rớt cái năm nay là tại vì mình còn chưa có hay lắm, mình về mình trao dồi học hỏi thêm thì năm tới mình thi là mình sẽ thấy được cái khả năng của mình ở mức độ nào, rồi từ đó mình đi vô mình đạt giải, rồi cái mình đi ra mình giao lưu cùng các anh em nghệ sĩ, cái niềm đam mê đó rất là lớn. Thì Ngọc Thảo nhắn lại tất cả những các em mà muốn đăng ký thi bên bông lúa vàng năm 2021, hãy mạnh dạn lên đi, mạnh dạn đăng ký thi để mình học hỏi thêm, chứ còn rớt hay đậu thì cái đó là mình đừng có đặt nặng vấn đề lắm. Mình vô chủ yếu là mình học hỏi, trao dồi để cho cái nghề của mình nó càng tiến triển hơn. Dạ, thì cái đó là Ngọc Thảo xin chia sẻ cho các thí sinh ạ.
Dạ, đối với những thí sinh chúng ta còn do dự thì lắng nghe những chia sẻ đến từ Ngọc Thảo thì chúng tôi tin rằng đã tiếp thêm sức mạnh cho những thí sinh. Và tôi nghĩ rằng bông lúa vàng sẽ là một chiếc nôi dung dưỡng cho những người có niềm đam mê thực sự với bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Và như nghệ sĩ Ngọc Thảo chia sẻ thì khi chúng ta bước tiếp vào các vòng trong của bông lúa vàng thì chúng ta sẽ đối mặt với ba nỗi sợ. Bây giờ Ngọc Thảo còn nhớ là nỗi sợ gì không? Hay năm Thảo thi thì không có như mấy năm nay. Dạ. Thảo thi thì thi thẳng vô dùng vòng bán kết rồi chung kết 1, chung kết 2, chung kết 3 thôi. Còn mấy năm nay là còn các em bây giờ rất là ngon là sướng đó nha, được dòng gì chỗ đồng gì còn vô song ca rồi đó, còn diễn cải lương đó rất là hay đó. Còn lúc trước của Thảo toàn là ca cổ không à, ca cổ rồi ca bài bản thôi. Còn bây giờ rất là may mắn, các em bây giờ rất là may mắn được đài cũng như là các chú đạo diễn rồi soạn giả để tăng thêm cái phần mà nó hào hứng cái bên bông lúa vàng là được trích đoạn trao chú phụ diễn tiết mục, nghệ sĩ phụ diễn nên trích đoạn rất là hay. Trời, Ngọc Thảo còn coi Thảo mê mà. Dạ. Cái đó rất là hay thiệt. Các thí sinh cứ mạnh dạn thi, tại vì nó một cái sân chơi thì ai may mắn hoặc là mình không được may mắn, mình không bằng người ta thì mình rớt, năm tới mình thi nữa, đó là chuyện bình thường thôi. Ngọc Thảo cũng vậy, 3-4 năm Ngọc Thảo mới vô. Nghe những chia sẻ, những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Ngọc Thảo thì biết rằng sau khi mình đoạt giải, mình lấn sân sang con đường nghệ thuật sân khấu cải lương thì mình cũng có dõi theo bông lúa vàng những năm sau và năm mình thấy sự khác biệt ở khâu tổ chức thi nữa. Rồi còn chất lượng thí sinh thì sao? Chất lượng thí sinh thì Ngọc Thảo thấy là hơn hay nhiều lắm, hay nhiều lắm luôn đó. Cụ thể là như thế nào ạ? Cụ thể thì như hồi năm rồi chị. Hằng Ni. Dạ, Hằng Ni này chất giọng rất là hay, cũng như ở đây em Ngọc, gái Hường. Dạ, thí sinh Ngọc Hường. Dạ, anh Hải rồi đây các anh rất là hay hết. Tại vì mỗi người nghệ sĩ có chất giọng riêng của mình. Dạ. Nên Ngọc Thảo thấy tất cả anh em nào vô có giọng chung kết bên bông lúa vàng là hay hết. Ai cũng xứng đáng. Ai cũng hay hết. Mà Ngọc Thảo phái lắm, cái giọng mà chích đoạn song ca rồi nghệ sĩ phụ diễn đó. Rồi được diễn tuồng cổ, rồi này kia nọ, cầm cờ, rồi cưỡi ngựa rồi. Chưa có biết hồi đó em đăng ký thi mà đi vô mà cái anh mà giữ xe ngoài anh còn quen mặt luôn đó. Từ hàng tuần, từ bông lúa vàng mấy năm luôn đó. Đi vô nói, ủa mày đăng ký thi hả? Nói, trời em thi chứ sao không thi? Vậy thì mà biết mặt luôn á, đi vô biết mặt luôn đó. Vậy là biết Ngọc Thảo là đam mê cỡ nào rồi. Nên Ngọc Thảo gửi lời tới tất cả các em cứ mạnh dạn đăng ký thi. Như Ngọc Thảo bây giờ vậy đó, mình đam mê, mình trao rồi thì tổ nghiệp sẽ thương, sẽ cho mình thôi. Cứ yên tâm. Dạ, và để có được giọng hát ngọt ngào qua từng ngày và trưởng thành theo từng ngày như vậy thì chắc hẳn là mình phải trao dồi, mình phải rèn luyện hát mỗi ngày đúng không ạ? Và cách thức để chúng ta có thể luyện giọng là như thế nào? Hơi dài rồi những nốt cao nữa. Dạ, chúng tôi muốn nghe chia sẻ đến từ nghệ sĩ Ngọc Hường ạ. Thì Ngọc Hường cũng... không biết nói gì hơn, thì cũng sắp tới đây cuộc thi bông lúa vàng cũng sẽ trở lại với chương trình. Và ngày hôm nay thì cùng đồng hành cùng các anh em nghệ sĩ cũng như theo lời của chị Ngọc Thảo cũng đã gửi gắm chia sẻ đến tất cả quý vị đang nghe đài gần xa, đang theo dõi cuộc thi hành trình bông lúa vàng. Thì Ngọc Hường cũng nói chung là cũng rất là khó khăn. Thì cái khó khăn này Ngọc Hường cũng xin sẽ gửi lại cho tất cả các thí sinh sắp tới đây. Mình có niềm đam mê thì mình cứ cố gắng phấn đấu lên. Biết đâu cái niềm đam mê đó, nó sẽ giúp cho mình phát huy nhiều hơn, sẽ tạo cho mình một cái vinh quang. Và cái vinh quang đó khi mình bước ra thì mình học hỏi một ngày một nhiều hơn nữa. Và mình sẽ cố gắng thì cái vinh quang đó càng ngày nó sẽ càng tỏa sáng, cũng như một ngôi sao sáng vậy đó. Thì cái lúc mà Ngọc Hường đi thi á, thì không có thời gian để mà học tập, chỉ biết đi làm, không có thời gian. Thì tới cái ngày mà thi á, là đi ra ngoài thầy cái kiếm người để phụ diễn. Cái xong cái người phụ diễn khuya lỡ báo là em kẹt công việc không xuống được. Rồi tôi hồi đi xuống đây á, thầy Lũ nói cái trích đoạn của em không có gì để gọi là cái điểm nhấn hết. Nhưng mà giờ thầy ơi, con biết sao giờ. Thôi vậy tới đâu hay tới đó. Giờ rớt hay không rớt gì cũng quyết định chọn cái trích đoạn này. Rồi. Nhưng mà không ngờ cái trích đoạn này nó đã làm cho mình, nó sẽ đưa mình có một cái thành tích. Cũng như từ cái góp ý từ thầy Lũ chỉ dạy, cũng như là ban giám khảo. Rồi thì Ngọc Hường mới có được như ngày hôm nay. Thì
Ngọc Hường chỉ có thể gửi gắm, gửi lời đến tất cả các thí sinh sắp tới đây. Chúng ta hãy cố gắng lên. Đừng vì một phút nản lòng mà bảo là tôi thi rớt thôi, tôi không thi nữa. Cái đó là cái sai lầm của mình. Mình cứ phấn đấu lên. Đừng bỏ cuộc. Đó là vì niềm đam mê của mình. Dạ, và với những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Ngọc Hường thì chúng tôi tin rằng cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho những thí sinh dự định tham gia Vòng Lưới Vàng năm 2021 năm nay. Còn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, đang lắng nghe hành trình Vòng Lưới Vàng thì nãy giờ nôn nao chờ đợi để nghe được những lời tâm tình, những tâm sự, những giải bài, những tình yêu thương của nghệ sĩ Ngọc Hường để gửi gắm qua lời ca tiếng hát. Thì trong cái cuộc hành trình Vòng Lưới Vàng ngày hôm nay thì Ngọc Hường cũng trình bày ba câu giọng cổ được mang tên là Thương Quá Việt Nam của tác giả soạn giả Cố Nhân Dân Diễn Châu. Thì một cái bài hát này nó cũng là một cái động lực theo cái niềm đam mê của mình. Thì Ngọc Hường xin chúc cho các thí sinh sẽ gặt hái thành công nhiều hơn sắp tới đây cuộc thi tuyển chọn Bông Lúa Vàng năm 2021. Cố gắng lên nghe tất cả quý vị. Không ơi em con chim nót giăng đầu hè, em thấy thì không ơi em con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim hót cho mặt trời hồng tươi ta, hót đi chim hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng chim trên nông, chim trong hồn chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Nhịp dòng
vàng trên sân anh xin đã gửi gắm vào những ca từ, và chúng tôi tin rằng chúng tôi đã nghe, đã yêu thương, đã cảm, thì quý vị khán thính giả đang đồng hành cùng với hành trình Bông Lúa Vàng, chúng ta cũng cảm được những tình cảm, những niềm đam mê mà nghệ sĩ Ngọc Hương đã gửi gắm qua bài ca này. Nhưng mà những ca khúc, những bài tân nhạc thì Ngọc Hương cũng cảm ơn bên ban nhạc đã hỗ trợ cho Ngọc Hương, đã hòa quyện cùng Ngọc Hương trong bài ca tiếng hát này. Và để có được những sân khấu các nghệ sĩ có thể đứng đó và tỏa sáng để gửi những lời ca tiếng hát của mình đến cho quý vị thính giả, thì chúng ta cần là những sân khấu sáng đèn. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì có vẻ như là sân khấu cải lương đang bị chững lại. Dạ, và đất để diễn thì hầu như ngày càng bị thu hẹp đi và nhường chỗ cho những loại hình ca nhạc khác. Vậy thì mình cảm nhận như thế nào về thời điểm hiện tại của bộ môn nghệ thuật sân khấu nước nhà, nghệ thuật sân khấu cải lương? Xin mời nghệ sĩ Phước Trung ạ. Theo Phước Trung thì dường như mình cũng ít có cảm nhận cái vấn đề là sân khấu cải lương nó bị chùng lại. Tại vì lúc nào Phước Trung cũng lắng nghe nhiều về cái môn cải lương nhiều hơn, cho nên thấy tất cả những cái chương trình tổ chức là Phước Trung hay lắng nghe bên cải lương nhiều lắm. Yeah. Cho nên không có thấy vấn đề đó. Thứ hai nữa là Bông Lúa Vàng, Chuông Vàng cũng liên tục tổ chức, cho nên các nghệ sĩ đã ra đời từ Bông Lúa Vàng và Chuông Vàng giọng cổ rất là nhiều, rồi đi biểu diễn khắp đất nước Việt Nam, cho nên không thấy vấn đề gọi là trùng lại. Dạ. Theo Phước Trung thì thấy như thế. Còn nghệ sĩ Ngọc Hải thì sao? Hải thì cũng nhìn nhận một góc độ là cải lương mình cũng có thời gian chậm lại. Dạ. Không phát triển bằng mấy bộ môn nghệ thuật như chẳng hạn nhạc. Hải thì thấy như vậy. Mà thật sự nói mình đam mê, và cũng là nhờ của đài tiếng nói thành phố Hồ Chí Minh tổ chức những cuộc thi Bông Lúa Vàng hay là đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Chuông Vàng giọng cổ, thì sự duy trì những cái bộ môn và những cái chương trình như vậy rất là ý nghĩa và rất là năng nổ, cũng thấy khán giả cũng gần gũi khán giả hơn. Thì Hải thấy tiến tới đây chắc sân khấu cái lương mình thì sẽ có chỗ đứng trong lòng khán giả mãi mãi. Thì Hải thì mong như vậy. Dạ, và chúng tôi tin rằng với những chia sẻ đến từ những nghệ sĩ trong buổi giao lưu ngày hôm nay sẽ thắp lên tình yêu thương của chúng ta dành cho bộ môn nghệ thuật sân khấu nước nhà, và ngày càng có nhiều chương trình để duy trì nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt và góp phần lan tỏa những giá trị đẹp trong từng lời ca, câu hát, và quan trọng là nghệ thuật tuồng cổ. Đó là những tích xưa mà qua đó thì có những thông điệp, những bài học rất là ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Nãy giờ thì chúng ta cũng đã lắng nghe những câu hát đến từ nghệ sĩ Ngọc Thảo rồi, nghệ sĩ Phước Trung, và cũng đã có là chết bài bài rụng đầy nơi ngò đất khách đêm trăng nghe hồn đêm chết lặng giáo đường xưa vang dòng tiếng chuông buồn nức nở ngoài kia tiếng dế gọi cánh trường xuân đất khách nhìn sao xa lạ quá soi bóng lạnh lùng trên mấy dải rừng thông đâu phải như trăng quê nhà soi mặt nước mênh mông từng mái nhà tranh ủ dột dưới sương buồn văng vẳng tiếng hò trên mặt nước sông quê như nhớ như thương bóng hình người lãng thank you.
giấc mình tỉnh giấc, nghe đâu đây văng vẳng mấy cung đàn. Mấy cung tờ dương đồng lại giữa cánh tàn, bên ấm trà sen ngồi bên sông cửa, thả mộng hồn theo mấy đường trầm hương theo ngọn gió thoảng bay đi, và phảng phất trên bàn thờ của mẹ, ôi tiếng nhạc tê lương như nỗi lòng người hiền phụ cha bấm cung đàn mà mắt lệ trào tuôn. Cụ đây rồi, lá chết ngập thềm rêu, cây bàn trước ngõ vẫn nghiêng mình soi bóng nước. Cầm gậy trúc ba đêm từng bước một, bước xuống thềm đưa mắt nhìn con, đôi môi già mấp mái run run, lời chưa nói đã tuôn tràn ngấn lệ. Tôi già nói trong nước mắt, ôi con của tôi nó đã quay về. Giọt lệ cha già hòa theo giọt lệ kẻ ly hương, cùng tuôn chảy trong ngày vui họp mặt. Ôi tiếng gọi quê hương với tình phụ tử, dù xa cách phương trời vẫn động lại giữa tim tôi. Thưa quý vị, khi nhắc về nghệ sĩ Ngọc Hải thì hình như là hình ảnh của người cha luôn gắn liền với anh. Và hôm nay thì anh cũng đã chọn bài hát Tình Cha để gửi tặng cho quý thính giả đồng hành cùng với hành trình Bông Lúa Vàng ngày hôm nay. Và chắc chắn rồi, tình cảm cho dành cho cha càng nhiều bao nhiêu thì qua những lời ca của mình đã thể hiện rõ bấy nhiêu rồi. Dạ, và một lần nữa thì cũng cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã dành thời gian để tham dự vào hành trình Bông Lúa Vàng ngày hôm nay. Và rất là nhiều quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình qua làn sóng phát thanh, cũng như là qua truyền hình, cũng như là các thí sinh rất là trông chờ những chia sẻ, rồi những bí quyết, và hơn quan trọng hơn hết đó là những kinh nghiệm. Và những kinh nghiệm để chúng ta có thể tiến vào nhiều vòng sâu hơn của Bông Lúa Vàng năm 2021. Vậy thì những lời chúc mà chúng ta dành tặng cho những thí sinh, bây giờ mình đến với nghệ sĩ Ngọc Thảo nha. Thì Ngọc Thảo xin chia sẻ chút xíu. Nói chung là mình thi, thứ nhất là mình đừng có rung. Rung là sẽ mất hơi. Rung là tới còn chỉ có 50% với giọng ca của mình thôi. Hãy tự tin, hãy xem như là mình hát, biểu diễn cho người ta xem thôi chứ đừng có thi. Quan trọng lắm, quan trọng rung là mình mất hơi. Hơi mất thì mình ca không có còn hay nữa. Cái đó là Ngọc Thảo muốn chia sẻ. Ngọc Thảo xin gửi lời chúc cho các thí sinh chuẩn bị thi năm 2021. Một lời chúc tốt đẹp, may mắn. May mắn cho tất cả thí sinh và phát hiện những giọng ca mới lạ cho bên dãy Bông Lúa Vàng càng ngày càng tiến triển xa hơn nữa. Dạ, Ngọc Thảo xin phép. Và tiếp theo lời Ngọc Thảo thì Phước Trung cũng xin chia sẻ những cái mà mình học hỏi được và rút kinh nghiệm được cho bản thân. Thì muốn không có rung thì dưới như Ngọc Thảo đã nói đó, không có rung thì cái đầu tiên là mình là một thí sinh lạ thì lên mình gặp tất cả các anh em mình nên giao lưu, cười giảng hoặc là hỏi thăm nhà ở đâu, hay là nói tóm lại là giao lưu với nhau về vấn đề để mình nói chuyện, trò chuyện rồi mình làm người bạn. Với thứ hai nữa gặp chẳng hạn chị Thu, anh Ngọc gì đó, mình cứ thoải mái lại mình hỏi chào để mình làm quen. Rồi gặp tất cả các mà cô chú anh chị mình cứ chào hỏi làm quen, thậm chí kể cả giám khảo mình cứ lại hỏi thăm làm quen để mình làm một cái sự quen biết ở trên cái khán phòng này.
khi mình bước lên sân khấu mình gặp toàn là người quen không, cho nên mình hát nó không có bị rung. Đó là cái kinh nghiệm thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thí dụ như mình hát có lỡ rớt nhịp thì mình không có nên buồn phiền gì cả, mà đó là cái khả năng của mình chưa có đạt đến mức độ mà hát cho nó tròn, mà nó ngọt, cho nó đạt. Thì mình về mình học lại. Tất cả dường như những người ngồi trên đây là đã rớt nhịp hết trong cái cuộc thi. Không biết là Ngọc Thảo có bị rớt nhịp ở trong cái cuộc thi hay không, nhưng mà ở đây đã ba người hồi nãy có chia sẻ rồi, đã từng rớt nhịp trong cuộc thi nhưng mà không hề bỏ cuộc. Thì tất cả mọi người nên dựa theo đó mà làm, không có cái rớt nhịp nào mà buồn hết. Rồi, tiếp theo thì chúc cho tất cả các thí sinh, chúc cho ban tổ chức, chúc cho ban giám khảo là luôn luôn mạnh khỏe. Xin mời nghệ sĩ Ngọc Hương ạ. Thì sắp tới đây thì Ngọc Hương xin gửi gắm đến tất cả các thí sinh, chúng ta cuộc thi sắp tới mạnh dạn để đăng ký, để mà chúng ta thể hiện những cái bài hát, cũng như sẽ lắng nghe từ hội đồng, ban giám khảo, ban tổ chức, để chúng ta học hỏi kinh nghiệm để tiến xa hơn nữa. Thì theo cái niềm đam mê đó cũng như Ngọc Hường thì hãy cố gắng lên. Ngọc Hường xin chúc cho ban giám khảo, ban tổ chức cũng như các khán giả gần xa được nhiều may mắn, được nhiều thành công tốt đẹp, nhất là các thí sinh chúng ta mạnh dạn đăng ký, và chúc cho các thí sinh sẽ gặt hái thành công tốt đẹp, thi được nhiều may mắn, cũng như từ ý kiến hội đồng, ban giám khảo góp ý cho tất cả các thí sinh. Vâng, xin hết. Xin mời nghệ sĩ Ngọc Hải ạ. Hải thì cũng không có bí quyết gì đâu. Thì Hải xin khuyên thí sinh Bông Lúa Vàng tiến tới đây 2021 thì mình cứ luyện tập cho nhuần nhuyễn cái ba phần dự thi của mình. Và trước tiên mình vô trong cánh gà trong á, thì mình tới thí sinh trước á, thì thí sinh sau mình chuẩn bị đó, thì mình ráng hít thở vô, hít thở sâu vô rồi thở nhẹ ra, rồi mình tới mình thì mình đi ra mà cứ bình tĩnh mà run. Dạ, bình tĩnh mà run. Bình tĩnh mà run chứ không sao hết. Cứ mạnh dạn và thể hiện những phần dự thi của mình, tự tin, bản lĩnh là được rồi. Và chúng tôi nghĩ rằng bốn nghệ sĩ đang có mặt ở trên sân khấu thời điểm hiện tại trong hành trình Bông Lúa Vàng ngày hôm nay sẽ là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng đứng lên để tiếp thêm sức mạnh cho các em nha. Các thí sinh Bông Lúa Vàng năm 2021 hãy vững tin. Bông Lúa Vàng năm 2021 thành công tốt đẹp. Yeah! Cô Tuấn xin cảm ơn tất cả quý vị vì đã theo dõi, đồng hành cùng với hành trình Bông Lúa Vàng. Hy vọng với những kiến thức, những chia sẻ đến từ các nghệ sĩ, các thí sinh của chúng ta sẽ thêm phần tự tin. Và quý vị chúng ta cũng nhớ là đồng hành cùng với Bông Lúa Vàng vào lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và sóng HTB1 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Quốc Tuấn xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.